Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Hôm nay nụ cười lại nở trên môi chứng sĩ khi mà VN-Index có một cái phiên kết tuần khá là bứt phá. Thì với vận động hiện tại, kỳ vọng tiếp theo cho thị trường là gì? Và nhóm ngân hàng kéo như phiên ngày hôm nay thì liệu rằng có còn điểm mua hay không? Hay chúng ta sẽ chú ý những cái cổ phiếu nào sau nhóm cổ phiếu ngân hàng là những cái chủ đề mà em sẽ phân tích trao đổi với anh chị trong cái video cuối tuần ngày hôm nay, để từ đó có thể giúp cho anh chị mình lên được cái góc nhìn xu hướng tuần mới, có được một cái chiến lược giao dịch phù hợp sao cho mục đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt những rủi ro trên thị trường. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Và mọi người thấy video hữu ích thì hãy nhấn tặng cho em một cái nút like ở đây để giúp video của em được đề xuất và lan tỏa tốt hơn. Hoặc có bất kỳ câu hỏi, bất kỳ thắc mắc nào về cổ phiếu, về thị trường, góp ý về kênh thì cứ comment bên dưới. Thì những cái comment của anh chị nó cũng sẽ góp phần giúp cho cái kênh của em được đẩy lên xu thế tốt hơn ha. Và trong phiên thì em sẽ có một cái nhóm hỗ trợ tư vấn như thế này. Thì đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí, ở nơi chúng ta giao lưu những cái nhà đầu tư với nhau. Và tất cả các cái câu hỏi của mọi người trong phiên sẽ được em hỗ trợ tư vấn. Cách thức tham gia nhóm này thì hoàn toàn miễn phí. Anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link ở đây, em nhấn vào đây là được. Hoặc là nếu như đang bế tắc trong quá trình đầu tư, cần hỗ trợ cơ cấu danh mục thì có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới phần mô tả để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất nha. Rồi đầu tiên thì mình thấy là VN-Index phiên ngày hôm nay á, thì thực ra phần lớn thời gian giao dịch chỉ số nó giằng co trong cái trạng thái lình xình quanh tham chiếu. Nó mở cửa xanh từ đầu ngày nhưng mà hầu như là thanh khoản rất là kém và chỉ số nó dao động lình xình. Nhưng bất ngờ cái lực cầu nó gia tăng vào phiên chiều ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và sau đó nó lan tỏa sang những nhóm cổ phiếu khác đã đẩy VN-Index bứt phá rất nhanh cuối ngày. Và đóng cửa thì tăng 18,4 điểm, khoảng 1,46% lên 1.276.6 điểm. Nhưng mà thanh khoản á, thì với một cái phiên tăng 18 điểm thì nó lại khá là khiêm tốn khi mà giá trị giao dịch nếu như mà trừ thỏa thuận ra nha. Cái giá trị giao dịch thỏa thuận á, thì nó sẽ không có gọi là ảnh hưởng đến cung cầu trên thị trường. Hôm nay thực tế trừ giá trị giao dịch thỏa thuận ra thì cũng xem cái phiên ngày hôm trước thôi, nhỉnh nhẹ một tí so với phiên ngày hôm trước. Đấy, nên nhiều anh chị thắc mắc là sao những cái giá trị ở đây là 24.000 mà lên cái đồ thị á, thì cái thanh khoản hôm nay nó vẫn thấp như vậy. Là do hôm nay đóng góp là thỏa thuận đã là 7.000 tỷ rồi. Nhưng mà mình phải trừ giá trị này ra để thấy là cái cung cầu trên thị trường hiện tại thì hôm nay vẫn là một cái phiên thanh khoản thấp nha. Và xét về cái mức độ đóng góp á, thì hầu hết các cái nhóm ngành trong phiên ngày hôm nay nó đều hồi phục cuối ngày cả. Trong đó ngân hàng là cái tâm điểm dòng tiền, chiếm cái spotlight khi mà đồng loạt các cái cổ phiếu kéo lên rất là mạnh. Những cái cổ phiếu lớn như là CTG nó còn lộ trần nè, LBB tăng trần nè, Techcombank tăng hơn 5% nè, rồi MBB, ACB. Hầu hết ngân hàng đều tăng, chỉ có một vài cổ phiếu như EB, VBB, BVB thì nó tham chiếu hoặc nó giảm nhẹ thôi. Anh chị thấy không? Một cái nhóm cổ phiếu vua, một cái nhóm cổ phiếu vốn hai lớn nhất thị trường mà đồng loạt tăng như vậy thì ngay lập tức nó đẩy điểm số lên rất là nhanh. Anh chị nhìn vào đây nè, đây là cái bảng thống kê các cái cổ phiếu tác động đến thị trường phiên ngày hôm nay. Thì anh chị thấy không? Trong top đầu á, thì mình có nè, CTG, Techcom, MB, Vietcombank, ACB thì đóng góp cho thị trường mình gần 8 điểm. Đây rất là lớn. Nhóm chứng khoán, một cái nhóm cổ phiếu nhạy nhất thị trường thì nó cũng hưởng ứng theo dòng tiền của nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá lên. Nhưng mà rõ ràng so với mức tăng 18 điểm thì cái nhịp tăng hôm nay của nhóm chứng khoán không gọi là quá bùng nổ ha. Các cổ phiếu đồng loạt tăng khoảng là 1-2%. Trong khi đó thì bất động sản và thép thì hôm nay hơi ảm đạm hơn một tí. Nó vẫn tăng nhưng mà nó tăng khá là nhẹ. Bất động sản thì hôm nay tăng mạnh nhất thì có con WCG nè, có DSG nè. Nhóm thép thì sau cái phiên gọi là tăng tốt ngày hôm qua thì hôm nay đang có trạng thái chững trở lại. Một điều thì rất là rõ là trạng thái thị trường hôm nay nó phân hóa. Nó vẫn phân hóa. 18 điểm nhưng mà có 317 cổ phiếu tăng so với 143 mã giảm thì nó phân hóa và nó tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Và trong bối cảnh cung cầu giai đoạn gần đây rất là thận trọng. Và kể cả cái phiên sáng ngày hôm nay chị thấy cái trạng thái thị trường là một cái trạng thái ngồi nhìn nhau. Hầu hết nhà đầu tư, kể cả bên mua và bên bán đều ngồi nhìn nhau. Thì ngân hàng chính là một cái gọi là động lực kích hoạt dòng tiền cho cái nhịp hồi phục này. Đó. Nếu như mà xét ở góc độ kỹ thuật á, thì một trong những cái tín hiệu tích cực nhất của phiên ngày hôm nay là VN-Index của chúng ta đã chủ động quay về lấp lại được cái gap down mở ra vào phiên thứ 6 quanh 1260 đến 1270. Anh chị nào mà xem video cũng như là đọc bản tin thị trường mỗi ngày của em thì biết là em có nhấn mạnh rất là nhiều về cái sức mạnh của cái gap này. Thì hôm nay chỉ số cái việc đóng cửa cái ngưỡng 1276.6, tức là đóng cửa trên 1270 thì xem như nó đã chấp nhận, nó ăn lại cái gap này. Nó đã phủ nhận được cái lực bán của giai đoạn vừa rồi. Mặc dù cái động lực chính á, nó tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong khi các cái nhóm ngành khác nó chưa quyết liệt, nhưng mà
xem như là nhịp này nó đã phủ nhận được cái đà bán trước đó rồi. Nó sẽ tạo một cái tiền đề tốt cho quá trình phục hồi phía sau mà không cần phải nhúng quá sâu. Trước đó thì mình có đánh giá rằng nếu như mà VinDuck nó chưa lấp lại được cái gác này mà nó bị bán quá sớm á, thì sẽ có rủi ro là sẽ tiếp tục ép về lại qua 1200 BX hoặc thậm chí là sâu hơn. Nhưng mà với cái nỗ lực bật lại như vậy, hấp thụ cái gác trong phiên ngày hôm nay, thì mình có thể hoàn toàn kỳ vọng là giai đoạn phía sau nếu như có điều chỉnh á, thì nó cũng sẽ không quá sâu cho cái quá trình cân bằng của thị trường. Tại vì khi mà cầu nó đã chấp nhận nó hấp thụ quanh đây, nó bắt đầu nó mua dần qua 1260X á, thì nó cũng sẽ không có nhúng lại quá sâu để cho nhà đầu tư có cái cơ hội mua giá thấp. Đó là phiên ngày hôm nay. Đầu tiên mình phải thấy được rằng đây là một cái phiên tăng điểm tích cực, vẫn tích cực nha, mặc dù tập trung nhiều vào ngân hàng nhưng mà nó không có xấu khi nó chủ động nó lấp lại gap này. Volume thì không có quá bứt phá nhưng vẫn là một cái phiên giá tăng vô tăng, volume vẫn có cái sự tăng nhẹ nên hôm nay là một cái phiên tăng tốt đó. Và thực tế anh chị, cái nhịp tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay á, nó không có ngoài dự kiến, có điều là cái mức kéo nó khá là mạnh. Chứ còn cái nhịp bật của nhóm ngân hàng nó sẽ không gọi là quá bất ngờ, khi mình biết là hầu như các cái cổ phiếu ngân hàng ở đoạn vừa rồi nó đã về lại những cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh. Và em có nói với mọi người là cái ngưỡng hỗ trợ của nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nó tương ứng với thị trường mình là đâu đó quanh cái ngưỡng 1200 BX. Đây, trong cái đánh giá của em về nhóm cổ phiếu ngân hàng, đây, cái lúc mà thị trường mình đạp vào cái phiên ngày, cái phiên đạp ngày 8 tháng 4, thì em có đánh giá ngày hôm đó là em nói là điểm cộng á, là phần lớn các cái cổ phiếu ngân hàng nó đã về hỗ trợ mạnh, tương ứng với cái ngưỡng qua 1200 BX của thị trường. Thì khi mà nhóm cổ phiếu ngân hàng nó hồi lên, nó sẽ tạo động lực cho thị trường mình test là cái ngưỡng qua 1206X. Thì đây chính là cái nhịp đó. Khi mà nhóm cổ phiếu ngân hàng, ví dụ CTG nè, nó chạm về cái vùng hỗ trợ biên dưới qua 33, nó test hai đáy và nó bật lên. Hoặc là MBB nè, chạm về qua 23, bật lên nè. Rồi VIB nè, VIB vẽ sẵn cái mũi tên cho anh chị luôn. Tức là cái ngưỡng quanh tầm 23 đổ xuống thì theo quan điểm cá nhân của em, nó là một cái ngưỡng chiết khấu đủ hấp dẫn từ đỉnh để mình kỳ vọng nó có thể quay về đỉnh trước. Tại vì nó chiết khấu ở mức 8% đến 9% là một cái biên độ chiết khấu đủ hấp dẫn. Và nó mới trong nhịp tăng số 1 nên nó còn vòng lại nè. Kể cả Techcombank, em có nói rằng Techcombank á, thì cái gap này không bền. Nhưng mà để nói Techcombank đã tạo đỉnh bằng cái gap này thì chưa. Nó vẫn sẽ còn ít nhất một nhịp vòng lại test cái gap này. Đấy, không phải hôm nay cái Techcombank nó tăng em mới nói, mà anh chị nào có xem những video của em trước đó thì mình có biết rồi. Đây em có vẽ sẵn để mọi người theo dõi. Thì nhóm ngân hàng hôm nay bật một phần á, cái đà tăng mạnh như vậy á, thì nó cũng liên quan đến cái yếu tố thông tin. Thì hôm nay có thông tin là ngân hàng nhà nước xem xét giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các cái tổ chức tín dụng yếu kém. Thì anh chị biết là các cái ngân hàng thương mại á, thì nó sẽ đều có một cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc cái lượng tiền đó để đảm bảo về mặt thanh khoản. Thì mình sẽ chưa rõ là sau thông tin này ngân hàng nào nó thực sự nó hưởng lợi trực tiếp, tại vì mình chưa biết là ngân hàng nào sẽ được nhận chuyển giao bắt buộc. Nhưng mà cái việc mà giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc á, nó sẽ giúp cho các ngân hàng nó có nhiều tiền hơn để nó cho vay. Nó có nhiều tiền hơn để cho vay thì nó sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, cái dòng tiền nó sẽ gọi là nó thông thả hơn. Và cái việc mà giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thực ra nó cách khác là cũng là một cái hình thức bơm tiền gián tiếp, nên đây là một thông tin tích cực cho nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tất nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, cái việc mà nó được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì nó phải đi kèm với cái việc là nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém. Thì khi mà nó tiếp nhận các cái tổ chức tín dụng yếu kém á, thì nó sẽ khiến cho ngân hàng phải tốn lực để khắc phục và cái cơ cấu nợ xấu cho ngân hàng đó. Nhưng mà trước mắt nhà tôi họ thấy được rằng cái điều là ngân hàng nó sẽ có cái dòng tiền dồi dào hơn, thì nó cũng sẽ tạo động lực cho nhóm cổ phiếu này nó hút tiền trong phiên ngày hôm nay. Có thể xem cái thông tin này là một cái yếu tố gọi là hợp thức hóa cho đà hồi và giúp cho đà hồi của nhóm ngân hàng nó mạnh mẽ hơn đó. Nhưng mà kể cả hôm nay ngân hàng bật tốt anh chị, thì chị vẫn lưu ý giúp em, các cổ phiếu thậm chí như CTG tăng trần á, nó vẫn nằm trong nền thôi. Ngoại trừ một cái ông riêng lẻ duy nhất là ông LBB, ông vượt đỉnh rồi. Ông này thì ông đã vượt được cái vùng đỉnh thời đại luôn, là ở cái ngưỡng giá quanh tầm 18.5. Thực ra thì hôm qua em nói với mọi người á, là LBB nó đang trong nhịp số 1, nên ví dụ nó có chỉnh xuống về tầm 18 thì kiểu gì nó cũng sẽ bật lại. Thì hôm nay bật lại và vượt đỉnh luôn. Đấy, thì nói chung là LBB nó chỉnh trước rồi, nó chỉnh từ cái nhịp trước rồi. Và nó cân bằng bằng mẫu hình vai đầu vai, vậy không? Nó cân bằng vai đầu vai và nó phục hồi đi lên. Đấy, thì cái mẫu hình nó sẽ đáng tin cậy. Ở ngoại trừ LBB ra thì con này nó cũng nhỏ thôi. Còn lại các cái cổ phiếu khác như là CTG, chị thấy không? Thực ra nó vẫn chưa thoát ra khỏi cái biên độ sideways của nó. CTG nè, MB nè, ACB nè. Em đang đề cập là những cái cổ phiếu khỏe luôn nha. Những cái cổ phiếu mà gọi là khỏe trong top cổ phiếu ngân hàng hiện tại. Còn những cái ông như SHB thì thực ra ông vẫn ở dưới này thôi.
ông vẫn đang ở dưới quá trình là cân bằng tạo đáy nè, hoặc là EB ông vẫn đang trong quá trình là cân bằng trở lại. Đây, em đang lấy những cái con mạnh nhất ra luôn, thì kể cả những cái con mạnh nhất nó vẫn chưa bứt thoát ra khỏi nền, và cái biên trên của nó sẽ là một cái vùng kháng cự mạnh. Bắt đầu sau cái phiên bật ngày hôm nay thì nhóm ngân hàng nó sẽ phải đối diện với một cái vùng kháng cự mạnh. Đấy, cái phản ứng của nhóm cổ phiếu ngân hàng ở cái vùng biên trên này nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc VN-Index có vượt được cái vùng biên trên qua 1208X đến 1209X hay không. Đây, cái vận động của nhóm ngân hàng quanh đó nó sẽ quyết định là VN-Index của mình có bứt thoát được trong cái nhịp này hay không. Tại vì thực tế cho đến phiên ngày hôm nay mình thấy là mình có dấu hiệu là tạo đáy thành công. Anh chị nhớ là hôm qua nó là một trong những cái mấu chốt quan trọng cho quá trình tạo đáy ở giai đoạn này á, là sự tiếp diễn của cầu giá cao biểu hiện qua cái trạng thái là giá tăng và vol tăng. Thì hôm nay cũng có giá tăng, cũng có vol tăng, cũng có lớp lại gáp, thì xem như là mình có tín hiệu là tạo đáy ngắn hạn thành công. Nhưng mà thực tế mình vẫn nằm trong cái biên độ sideways, và cái lực đẩy hôm nay đến chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nên cái vận động của nhóm cổ phiếu ngân hàng quanh cái vùng đỉnh á, quanh cái vùng biên trên á, nó sẽ quyết định là VN-Index của mình giai đoạn này có vượt được hay không, hay nó sẽ tiếp tục sideways. Nhưng mà đối với cá nhân em á nha, thì thực ra cái cách kéo của nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay á, nó khá là bất ngờ và nó sớm hơn kỳ vọng của em. Em vẫn đánh giá là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó sẽ có hồi khi nó chạm về cái vùng biên dưới. Nhưng mà kéo hôm nay thực ra là kéo bất ngờ đấy. Đối với em vẫn là một cái nhịp kéo bất ngờ với biên độ tăng là ví dụ như CTG tăng trần. Em có kỳ vọng là quanh 33 CTG sẽ có cái nhịp hồi ngắn về lại quanh 35. Nhưng mà cái cách kéo trong một phiên và kéo trần như vậy á, thì nó gọi là hơi bất ngờ. Vì sao bất ngờ? Tại vì thường á, một cái nhịp tăng á, mà nó muốn bền vững sau một cái giai đoạn chỉnh á, thì tất nhiên nó sẽ, hôm qua em có nói với mọi người rồi, nó sẽ có 4 quá trình chính. Thứ nhất là giảm đúng không? Sau đó nỗ lực hồi phục đầu tiên, sau đó retest, cân bằng và cần những cái phiên xác nhận. Thì quá trình retest á, nó retest gọi là có cái form á, thì nó sẽ có cái độ uy tín cao hơn. Ví dụ giả sử như con LBB nè, thấy không? Đây, nó xuất hiện một cái nhịp giảm rất mạnh. Sau đó có nỗ lực hồi phục đầu tiên, restest và sau đó là một cái phiên xác nhận dòng tiền. Nó sẽ cần quá trình cân bằng lại. Để quá trình cân bằng đó có thể kéo dài trong vài tuần hoặc là một tháng để nó cân bằng lại sau một cái đà bán. Thì nhóm cổ phiếu ngân hàng nó cũng có quá trình restest, ví dụ như CTG nó chạm về 133 nó bật lên một nhịp, sau đó restest. Nhưng mà cái nhịp kéo này đối với em nó thực sự vẫn hơi vội. Nó vẫn hơi vội. Ví dụ như CTG nó nâng được đáy dần lên, nó nâng được đáy dần lên và nó siết cái biên độ của nó lại á, thì nhịp tăng phía sau á, có thể nó sẽ bền vững hơn. Còn hôm nay nó kéo luôn trong một phiên như vậy á, thì nó chưa có thời gian để nó hấp thụ được hết cái lực bán trên này. Nên khi nó chạm về lại cái vùng giá quanh tầm 36x37 thì nó sẽ cần thời gian để nó hấp thụ quanh đây. Nó sẽ cần thời gian hấp thụ quanh đây. Và nếu như hấp thụ thất bại thì nó hoàn toàn có thể có những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn xuống. Nói chung là cái phiên kéo ngày hôm nay của nhóm ngân hàng mà người hỏi em mua, lúc mà nó kéo rồi á, thì cá nhân em sẽ không mua. Em sẽ không FOMO theo cái cây này nữa, mà mua là mua những cái phiên trước đó thôi. Còn phiên ngày hôm nay khi mà nhóm ngân hàng đã kéo thì em sẽ không view mua nữa. Giả sử như những cái phiên kế tiếp á, mà CTG nó có một cái nhịp retest nhẹ về lại 135 kèm volume thấp á, thì em sẽ cân nhắc. Đấy, còn ví dụ như phiên ngày hôm nay mà người hỏi em là mua CTG khi nó đã kéo trên 35 á, thì cá nhân em sẽ không có ưu tiên mua nữa. Tại vì cái nhịp kéo này á, nó chưa có cái quá trình cân bằng trước đó mà nó kéo cũng hơi sớm nha. Quá trình cân bằng trước đó nó còn hơi gọi là lỏng, nó chưa xác confirm là cung đã được hấp thụ trước hết hay không. Tại vì quá trình retest á, nó mang ý nghĩa gì anh chị? Để nó kiểm tra cung. Thì khi nó thấy được là cái lượng cung phía trên đã bắt đầu được hấp thụ tốt, cung bắt đầu kiệt á, thì nhịp kéo á, nó sẽ kéo bền vững hơn. Còn nếu như nó chưa retest lại, nó kéo sớm quá, thì cái lượng ở cung bán ở trên nó sẽ ập xuống, nó bán lại. Đấy, nên cái nhịp kéo của nhóm ngân hàng hôm nay thì mình sẽ cần theo dõi thêm ở những cái phiên kế tiếp khi mà các cổ phiếu nó chạm về biên trên. Thì em nghĩ là khi nó chạm về vùng biên trên này nó sẽ chững lại một nhịp thôi. Nó cũng sẽ rất là khó để kéo thốc ngay. Nếu như mà kéo thốc ngay luôn sau phiên ngày hôm nay thì nó lại có những rủi ro về bull trap. Tại vì nó chưa hấp thụ được cung mà nó kéo rồi thì giai đoạn phía sau nó sẽ bị bán chốt ngược lại. Đấy, nên nhiều khả năng ngân hàng nó sẽ có một cái nhịp chỉnh lại quanh đây, thì mình sẽ theo dõi quá trình hấp thụ. Nếu như nó có thể tạo một cái biên độ nền ngắn quanh đây kèm volume thấp, hoặc là nó có những cái nhịp restart lại với volume thấp á, thì giai đoạn phía sau có thể nó sẽ cân bằng và lên mạnh mẽ hơn, và nó bứt thoát khả năng nó chạy luôn. Nên mình sẽ theo dõi kỹ quá trình nhóm cổ phiếu ngân hàng retest biên trên, và nó cũng sẽ tương ứng với cái kỳ vọng thị trường mình có thể bứt thoát ra khỏi được cái biên độ sideways hiện tại là qua 1207X đến 1208X hay không. Đấy, còn phiên ngày hôm nay thực tế dòng tiền nó vẫn chưa lan tỏa được quá mạnh. Anh chị thấy không, ngân hàng là trọng tâm dòng tiền, là tâm điểm dòng tiền, trong khi mình thấy là những một số nhóm cổ phiếu nó vẫn khá là giằng co, nó chỉ là neo được ở cái ngưỡng giá là quanh tham chiếu. Thì kỳ vọng á là nhóm cổ phiếu ngân hàng đi trước.
nó sẽ tạo động lực cho thị trường của mình có thể gọi là lan tỏa được dòng tiền sang những nhóm khác như là chứng khoán, như là thép, như là bất động sản, giúp cho các cái cổ phiếu này nó hấp thụ được cái nhịp bán vừa rồi, nó giải quyết được cái bài toán thiếu cầu á, thì khi nhịp tăng phía sau nó sẽ bền vững hơn. Tại vì anh chị nên nhớ, muốn kéo vượt ra khỏi một cái vùng cản mạnh thì nó cần một cái nhóm dẫn dắt và cái sự lan tỏa dòng tiền. Nhóm dẫn dắt thì bây giờ mình đang kỳ vọng là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhưng mà nếu như nó chỉ tập trung kéo vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và nó không lan tỏa được dòng tiền sang những nhóm khác á, thì nó cũng sẽ rất là khó để có thể vượt thành công. Và nó cũng chỉ chủ yếu là sideways thôi. Nếu như trong trường hợp mà dòng tiền nó vẫn cứ luân phiên, ví dụ như hôm nay ngân hàng, rồi sau đó nó chốt ngân hàng, nó luân chuyển sang chứng khoán, rồi sau đó nó chốt chứng khoán, nó luân chuyển sang thép á, thì trạng thái sideways nó sẽ tiếp diễn. Tại vì cái đặc tính dòng tiền trong cái vùng sideways á, là dòng tiền nó sẽ luân phiên từ nhóm này sang nhóm khác. Đấy, nên hiện tại mình đã có ngân hàng gọi là kích hoạt cái dòng tiền trong ngắn hạn rồi. Thì mình kỳ vọng là sau khi ngân hàng kéo, nó có thể lan tỏa được dòng tiền sang những nhóm ngành khác. Và volume nó sẽ tăng dần trong những nhịp tăng tiếp theo thì nó sẽ bền vững hơn ha. Đấy. Và nếu như anh chị nhìn ở khung đồ thị 1 giờ thì mình sẽ rõ hơn cái form hai đáy. Mình đã có hai đáy nè. Một đáy nè. Vừa rồi retest lại qua 1248 đã bật lại. Và phiên ngày hôm nay phá neckline đúng không? Cái neckline của mình là đâu đó ở cái ngưỡng giá là qua 1265. Thì hôm nay mình đã break lên cái neckline. Thì sau khi mình break ra khỏi cái đường viền cổ, cái đường neckline của mẫu hình hai đáy á, thì cái mốc này sẽ trở thành cái hỗ trợ ngắn hạn trong những nhịp rung lắc sắp tới của thị trường. Mình đã nỗ lực mình hấp thụ một cái vùng cản á, thì sau khi mà vượt lên được cái vùng cản đó, nó sẽ trở thành hỗ trợ. Nó cũng giống như cái cách mà thị trường mình trước đó, như thấy không? Đây, trước đó thì mình có cái vùng hỗ trợ qua 1206X này. Mình chạm bật. Thì sau khi mình gãy vùng đó, ngay lập tức nó trở thành kháng cự. Thì khi mà tăng lên nó sẽ bị chốt xuống. Thì tương tự giai đoạn này, khi mà mình đã break lên được, thì nếu như giai đoạn phía sau có những nhịp chỉnh xuống á, thì qua 1265 nó sẽ trở thành cái hỗ trợ ngắn hạn của thị trường để hấp thụ cho những cái nhịp bán. Rồi ha, đó là về thị trường. Sau cái phiên ngày hôm nay thì mình có thể xem như là một cái nhịp gọi là tích cực. Khi mà thị trường mình phủ nhận là cái gap, nó chấp nhận, nó hấp thụ cầu để chấp nhận nó hấp thụ giá cao rồi, thì mình có thể kỳ vọng là giai đoạn sau nó sẽ không có cần chỉnh quá thốc. Nhưng mà về xu hướng á, thì mình vẫn nằm trong cái biên độ sideways qua 1200 base đến 1208X để có thể bứt phá ra khỏi cái vùng này. Thì mình sẽ theo dõi kỹ nhóm cổ phiếu ngân hàng khi nó test lại biên trên, cũng như là cái sự lan tỏa dòng tiền trên thị trường. Nó lan tỏa được hay nó vẫn chỉ mang tính là phân hóa và luân phiên? Nếu như vẫn mang tính phân hóa và luân phiên thì trạng thái sideways sẽ tiếp tục tiếp diễn. Rồi ha, đó là về thị trường chung. Còn tất nhiên cái việc mua và bán á, nó sẽ còn phải tùy thuộc vào cái form cổ phiếu và cái ngành mà anh chị đang quan tâm. Tại vì đoạn này trên thị trường có cái sự phân hóa rất là mạnh giữa các cái nhóm ngành và các cái nhóm ngành so với thị trường luôn. Đấy, nên mình sẽ đi chi tiết hơn để mọi người có thể nắm được là giai đoạn này nhóm cổ phiếu ngân hàng có còn mua được hay không, hay là mình nên tập trung vào những cái nhóm ngành nào cho chiều mua, và những cái nhóm ngành nào thì mình có thể cân nhắc cho cái việc bán á. Thì em có nói với mọi người rồi, đoạn này cái sự phân hóa có. Và những cái phiên gần đây khi anh chị hỏi em về điểm mua thì em vẫn nói là sẽ có một số cổ phiếu mua được. Mặc dù là tỷ trọng cổ phiếu đoạn này thì em vẫn không có đánh là mức quá cao nha. Điều này đã nói trước đó rồi. Trước đó mình có hạ ra mức margin, thì đoạn này em vẫn không có đánh tỷ trọng cổ phiếu quá cao. Thì cái việc mua em sẽ ưu tiên những cái cổ phiếu nào nó đã có một cái mức chiết khấu hợp lý. Ví dụ như giả sử dòng bất động sản này rồi em quan tâm DSG, em quan tâm những cái cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1. Và DSG khi nó chỉnh về lại qua 19 á, thì nó đạt cái biên độ chiết khấu kỳ vọng của em là từ vùng đỉnh xuống là khoảng tầm 8%. Đây, thì ngày hôm qua em có view trước rồi. Em view trước đó là DSG nè, quanh tầm 19, 19.4. Rồi, hôm qua em thấy là bất động sản DSG vẫn canh vùng này được. Và hôm qua thì chạm về lại vùng giá qua 19, 19.4. Em nói rằng, nhìn chung á, đoạn này chọn điểm mua sẽ canh những cái mã cổ phiếu có mức chiết khấu hợp lý và có cái vùng hỗ trợ đủ tốt phía dưới để lấy dần và chờ gia tăng, chứ rất là khó để đánh đáy. Đấy là những cái cổ phiếu có mức độ chiết khấu đủ tốt, hoặc là những cái cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1, đang có cái đợt chỉnh xuống, hoặc là những cái cổ phiếu đang có một cái vùng hỗ trợ phía dưới đủ mạnh để mình gọi là kiểm soát được cái biên độ. Còn đối với những cái cổ phiếu mà nó có hai đỉnh đạm vừa rồi á, thì em sẽ chưa có vội. Đấy, thì hôm nay nhóm cổ phiếu ngân hàng á, thì thực ra đối với quan điểm cá nhân của em á, nó có hai cái form. Một form là những cái con như là CTG, MBB, ACB, tức là những cái cổ phiếu kênh trên và đạn vừa rồi nó tăng tốt, sau nó tạo cái biên độ sideways. Thì đối với nhóm này, thực tế hôm nay vẫn chưa vượt ra khỏi biên độ sideways, nên sau cái phiên bật ngày hôm nay, mình sẽ không có mua nữa, mình sẽ theo dõi đầu tuần sau khi mà các cổ phiếu nó về lại biên trên, xem thử cái trạng thái hấp thụ của nó như thế nào, lực bán có lớn hay không.
Nếu như nó vẫn bị chặn bán với volume lớn thì đồng nghĩa với việc là giai đoạn này nó chưa bứt thoát ra khỏi được cái biên độ sideways, và mình vẫn sẽ ưu tiên cái chiến lược là gì? Mua biên dưới, bán biên trên. Còn trong trường hợp giả sử như CTG nó chạm về lại 36x vẫn bị bán nha, tại vì vùng này là vùng bán mà. Vùng này là vùng rất là nhiều nhà tôi canh bán thì nó vẫn sẽ bị bán thôi. Nhưng mà nếu như lực bán không quá mạnh, nó có những nhịp test về lại 35 volume thấp, hoặc là nó tạo một cái vùng tích lũy ngắn á, thì mình có thể canh mua đoạn sau với kỳ vọng nó break ra khỏi nền. Còn cái dạng này thì sau phiên ngày hôm nay thì đối với em nó không có điểm mua nữa. Giống như ACB thì em phân tích liên tục trong những cái phiên gần đây với anh chị là ACB nó sẽ quay về cái biên độ sideways là quanh vùng giá là 27 đến tầm 28.5. Nên thực ra cái ngưỡng giá quanh 27 nó cũng là một cái điểm mua an toàn. Nhưng mà cho đến khi nào nó break ra khỏi được cái biên độ sideways này thì nó mới gọi là bứt phá mạnh mẽ được. Đối với ACB thì chú ý cho em xem cái lực bán của nó quanh tầm 28.5-29 nha. Cái hướng tương tự thôi. MB cũng vậy, biên của nó là quanh tầm 23, tầm 25, nhưng mà đạn vừa rồi break, gọi là nhồi vôn và break thất bại như vậy, nên khi mà con MB nó về lại quanh tầm 25 á thì lực bán của nó cũng sẽ nhiều hơn, nên mình sẽ theo dõi quá trình MB hấp thụ quanh đây. Chứ còn sau cái cây nổ hôm nay của những cái form mà kênh trên thế này á thì mua nó sẽ rất là khó cho anh chị. Nó sẽ có rủi ro về T cộng, giống như anh chị vừa mua mà nó dính ngay nhịp chỉnh luôn, nên mình sẽ theo dõi một hai phiên tới xem thử là các cái cổ phiếu này nó hấp thụ quanh đây như thế nào. Còn Techcombank thì đã nói với mọi người là nếu như cổ phiếu chỉnh về quanh đây thì mình có thể canh đánh T cộng được với kỳ vọng nó về đỉnh. Và trước mắt cái nhịp bật ngày hôm nay thì nó đã về bắt đầu sát đỉnh rồi. Nó còn cách đỉnh đâu đó là khoảng tầm 2% nữa thì nó không phải là một điểm mua lý tưởng. Và cái vùng 48 thì theo em nó không phải là một cái ngưỡng cung ít đối với Techcombank đâu. Tại vì cái nhịp vừa rồi nó mở gap kèm volume rất là lớn, nên khi nó phục hồi trở về quanh đây thì nó cũng sẽ chịu áp lực bán của những nhà tu đu giá cao. Nên giả sử như ai đã mua theo khuyến nghị khi nó về lại quanh tầm 45 á thì về lại quanh tầm 48x thì mình có thể chốt ra một phần, hoặc có thể chốt một phần hai rồi theo dõi quá trình vượt đỉnh. Chứ còn sau phiên ngày hôm nay thì mình sẽ không có ưu tiên mua nữa. Tương tự như VIP, em có kỳ vọng rằng là quanh cái ngưỡng giá tầm dưới 23 thì nó sẽ có một cái nhịp bật lại. Đấy, thì đâu đó về đỉnh cũng được khoảng là tầm 8%. Thì trước mắt theo dõi VIP về lại vùng đỉnh là quanh tầm giá 24x đến tầm 25 ha. Rồi, đó là cái dạng những cái cổ phiếu ngân hàng mà gọi là ở kênh trên. BIDV cũng là một cái dạng ở kênh trên thôi. Nó cũng nằm trong cái biên, ví dụ như hôm trước nói rồi, ở tầm giá quanh 50x là cái vùng mà có thể canh đánh ngắn với VIP. Và khi nó về là quanh 55 á thì có thể chốt bớt. Hôm trước ai mua quanh 50x rồi thì khi mà về là quanh 55 thì có thể chốt ra một phần, khoảng là 9-10% gì đó. Rồi phần còn lại thì có thể theo dõi quá trình nó vượt đỉnh, coi thử nó có vượt đỉnh hay không. Và cái dấu hiệu của vượt được đỉnh á là cái lực bán của đây nó phải ít, nó có thể tạo cái vùng tái tích lũy ngắn. Đấy, còn trong trường hợp mà mình thấy là nó nhanh chóng nó phủ nhận là cây ngày hôm nay thì xem như xác định là ngân hàng chưa có vượt được trong nhịp này, và hôm nay là gọi là bị hưng phấn theo thông tin thôi. Khi đó nó sẽ tiếp tục sideways và chiến lược của mình sẽ là mua biên dưới bán biên trên. Đó. Còn một số cổ phiếu ngân hàng gọi là yếu hơn khi mà sau cái đạn gãy vừa rồi nó vẫn lăn quanh ở phía dưới. Ví dụ giả sử như MSB đi, thực ra MSB thì nó vẫn yếu hơn rất là nhiều so với CTG, so với MB. Có điều là đạn vừa rồi nó bắt đầu nó về là những cái ngưỡng hỗ trợ mạnh nè. Ví dụ MSB thì nó sẽ có một cái ngưỡng hỗ trợ tương đối mạnh qua cái tầm giá 14. Thì bắt đầu nó cũng có những cái nỗ lực cân bằng nè. Những cái form này nó kéo sâu, nhưng mà nếu như sau khi nó siết á và nó có một cái vol xác nhận á thì nó cũng sẽ tăng tốt anh chị. Ví dụ như giả sử như MSB thì nó cũng đã test 2-3 nhịp quanh cái ngưỡng giá tầm 14 này rồi. Và nếu như MSB có thể break ra khỏi được cái ngưỡng giá tầm 15 thì theo em nó có thể về lại cái vùng giá trên này là tầm 16x nè. OCB cũng vậy, OCB nè, nếu như mà OCB break ra khỏi được cái ngưỡng giá 15 đây thì nó sẽ về lại quanh tầm giá 16. Nói chung là nó có những cái trạng thái reset hỗ trợ khá là tốt. Đây, nhịp này thì lực bán rất là mạnh, nhưng bắt đầu sau khi đó vòng lại một lần nữa, chị thấy không? Thì cái volume bán bắt đầu nó suy giảm. Thì nếu như nó phá vỡ neckline quanh tầm 15 thì nó sẽ về được tầm giá quanh 16x trên này. Tương tự như SHB, mặc dù là rất là yếu nhưng thực ra nó cũng là một cái form có tín hiệu là reset đáy khá là ổn. Đây, thì nếu như mà con này thì nó chỉ thực sự khỏe khi nào? Nó thực sự khỏe khi nó vượt về lại trên giá 11.5. Nên những vùng này mọi người mua thì cũng có thể mua được, nhưng mà chỉ nên mua với một cái tỷ trọng thăm dò thôi. Và chờ khi nào nó confirm lại thì mình gia tăng. Còn nếu như nó vẫn yếu thì mình sẽ canh bán qua 11.5 và mình sẽ canh trading trong biên độ của nó thôi. Đó. VIBank thì cái cây này là cái cây hưng phấn theo thông tin lợi nhuận nè. Hôm nay ngân hàng ngoài cái thông tin này ra thì cũng có cái rumor về lợi nhuận của các ngân hàng lan truyền ở các cái room. Thực ra cái thông tin đó nó có từ cái hôm ngày 10 tháng 4 rồi, cái hôm mà VIBank tự nhiên kéo mạnh lên trong phiên á. Thì hôm đó một số khách hàng của em cũng hỏi là lúc mà nó tăng ở tầm giá 19.8 rồi thì nhiều khách hàng của em hỏi có mua hay không. Thì em nói là hôm nay đây, em thấy là VIBank FOMO theo tin lợi nhuận, nếu như đóng trên 19.7 thì mình sẽ xem xét. Còn bị chốt ngược thì nó vẫn đang trong biên 19-20 thì mình sẽ ưu tiên mua 19 hơn. Thì hôm nay nó bị chốt ngược.
Thì bị chống ngược nó về lại qua 19 nè. Thực ra con VIBank á, sau khi mà nó khiến cho cái lượng FOMO thì thông tin bán vốn MBC FOMO trên này thì nó mất rất là lâu thời gian để sell quay cân bằng. Nhưng mà giai đoạn gần đây thì VIBank đang siết lại khá là tốt quanh tầm giá 19 nè. Thực ra đối với em vùng này mua VIBank thì nó cũng an toàn thôi. Cái điều mình có thể mua quanh 19 để được mức giá tốt hơn. Đấy thì sau cái phiên ngày hôm nay thì hàng về nhưng mà nó giữ giá được qua 19.5. Nó giữ giá cho những nhà tôi mua giá cao này có cơ hội bán ra thì em nghĩ là VIBank đoạn này bắt đầu ổn dần rồi. Thì mình có thể kỳ vọng VIBank về lại vùng giá tầm 21-21.5 trên này được ha. Nói chung cái vùng này mua thì nói chung gần nền, độ an toàn cao, giống như trong cái tiêu chí lúc nãy mình chọn á, thực ra nó an toàn đối với con VIBank. Rồi, còn STB nha, STB thì cái con này em lại không có quá ưu tiên đoạn này, mặc dù nó đang có cái mức chiết khấu tốt. Nếu như tính từ đỉnh chiết khấu xuống á, thì STB đã chiết khấu khoảng hơn 10%. Mà lý do vì sao em không có ưu tiên lắm cho STB thì anh chị nhớ cái hôm STB ra thông tin không? Cái hôm STB ra thông tin á, thì em có phân tích với mọi người rất là nhiều lần rồi. Trường hợp STB thì em sẽ không view mua vội. Volume và giá sẽ không nói dối, mình cũng không cần biết là thông tin đó có thực hay không. Nhưng mà mình biết được rằng á, là hôm đó đã có một cái lượng hàng rất là lớn trao tay. Đấy, mình chưa biết là ai bán cho ai thì mình phải xem diễn biến vài phiên tới xem thử nó có tiếp tục tạo để mua giá rẻ hay không. Thì nếu như nó lình xình, mặc dù là hôm sau là có thông tin đính chính luôn, nhưng mà con STB nó không chủ động bật lại được, nó không phủ nhận được cái gap quanh 31 á, thì cái rủi ro phiên ngày 2 tháng 4 đã có cái lượng hàng bán ra rất là lớn và khi đó nó sẽ tiếp tục chỉnh xuống, anh chị nhớ không? Thì vận động của STB trong ngắn hạn nó đang đi theo cái kịch bản là mặc dù là đã có thông tin đính chính nhưng nó không có bật lại được thì nhiều khả năng nó đã bán được một cái lượng hàng tương đối trên này và nó sẽ ép chỉnh luôn nhịp này, nó chỉnh về một cái ngưỡng đủ hấp dẫn rồi nó mới mua lại sau. Nên cái dạng này thì em nghĩ sẽ không còn vội tại vì nó đang rơi theo kiểu là rơi đi ngang. Một cái trường hợp tương tự như STB là cái trường hợp GET ở giai đoạn 2022, anh chị nhớ không? 2022 có một cái KOL cũng đưa thông tin bảo là chủ tịch của GET á gọi là bị bắt. Cái giai đoạn này nè, tầm chính xác là cái phiên ngày 6 tháng 4 2022. Anh chị sợ cái giai đoạn đó là em nhớ cái Facebooker tên là Đặng Quỳnh Như hay là Đặng Như Quỳnh gì đó. Cái đưa ra thông tin là GET bị bắt thì ngay lập tức hôm đó GET giảm rất mạnh, giảm gần sàn. Volume lớn nhưng mà đóng cửa không sàn. Thì đó lúc đó nhiều nhà đầu tư kỳ vọng rằng là cái việc mà đóng cửa không có giảm sàn như vậy là đang có lực cầu cân lại. Và tính chính luôn là thông tin đó là thông tin giả. Nhưng mà sau đó GET vẫn giảm. Nó vẫn giảm, giống như nó hợp thức hóa thông, nó lấy cái thông tin nó hợp thức hóa cho đà giảm luôn. Tại vì anh chị thấy không, cái trạng thái là gãy. Mặc dù đính chính thông tin nhưng nó không lấp lại được cái gap down này, nó rơi tiếp. Vì nó đã bán được một cái lượng hàng rất là lớn trên này rồi. Nó đã bán được hàng rồi thì nó cũng sẽ không có vội cover lại. Nên cái dạng mà mình cũng không còn biết thông tin đúng hay sai, nhưng mình thấy cái cách nó phản ứng á, mặc dù đã có thông tin đính chính mà nó không bật lại được á, thì cho thấy là nó đang chờ một cái vùng giá đủ tốt hơn nó mới cover lại, nên mình sẽ không vội ha. Đó là cho nhóm cổ phiếu ngân hàng sau phiên ngày hôm nay. Một cái nhóm mà em muốn chị chú ý là nhóm thép. Mặc dù nhóm hôm nay nhóm thép đi ngang nhưng mình không thể nói là nhóm thép yếu được nha anh chị. Hôm nay nhóm thép đi ngang. Nam Kim hôm qua tăng 4%, hôm nay chỉ xanh nhẹ. Thì liệu rằng thép có yếu hay không? Đối với em thép không yếu. Đặc biệt là cổ phiếu Nam Kim, thép không yếu. Tại vì Nam Kim anh chị nhìn cho em ở cái form ở khung đồ thị 1 giờ thì mình thấy rất là rõ, nó đã có rơi nè. Tại đáy 1 nè, restart và vượt neckline với volume xác nhận. Đây là một cái form rất khỏe nha, một cái form rất khỏe của Nam Kim. Và thực ra Nam Kim á, nếu như mà chỉ cần nó vượt được cái vùng đỉnh tầm 26 năm này thì theo em đổ lên phía trên nó rất là trống cung. Đấy, và sau cái phiên gọi là tăng giá ngày hôm qua mà chỉ cần Nam Kim không quay ngược lại về dưới giá 25 thì cái triển vọng tăng giá của cổ phiếu vẫn rất là tốt. Đấy, nên anh chị đang nắm vị thế, hoàn toàn có thể nắm giữ và chờ confirm cái ngưỡng 26.5 thì mình sẽ gia tăng tiếp cái phần còn lại thôi sau. Vì em thấy cái form của Nam Kim là một cái form rất khỏe ở giai đoạn này, đẹp đấy. Nếu như mà muốn chọn thì mình sẽ chọn Nam Kim. Hai sen thì nó lại hơi đuối hơn một tí, tại vì hai sen đạn vừa rồi chỉnh về biên dưới luôn. Anh chị hình dung là con Nam Kim biên tầm 23, tầm 25 nè. Biên con này tầm 23, tầm 25. Nhưng mà nó không có chỉnh về lại 23, nó chỉnh về tầm 25 nó bật rồi, tức là nó vẫn có nỗ lực neo giá ở biên trên, nó vẫn hấp thụ quanh đây. Và thực ra đạn vừa rồi lực bán không hề lớn nha, sau cái cây nổ vol ngày 19 tháng 3 thì lực bán phía sau nó không hề lớn, chủ yếu là nó cũng bị bán theo thị trường, yếu tố thị trường thôi. Nó giữ giá tốt so với thị trường thì em kỳ vọng đạn này nó sẽ vượt được khi mà dòng tiền nó lan tỏa từ nhóm cổ phiếu ngân hàng sang. Nên ví dụ như Nam Kim thì vùng này mọi người vẫn có thể lấy vị thế được, nhưng mà chờ khi nào nó confirm với ngưỡng 26.5 thì mình sẽ gia tăng sau. Còn Hang Seng thì nó hơi yếu hơn một tí là do biên độ chỉnh nó mạnh hơn nhiều anh chị không?
nó chỉnh về biên dưới luôn, cho thấy là nó không có lực cầu chấp nhận hấp thụ quanh 24, vì cái kênh này nó chốt được một cái lượng hàng tương đối rồi. Thì với vận động của Hai Sen á, mọi người chỉ gia tăng khi mà Hai Sen chủ động lấp lại được cái gap 23.3 này. Khi nó lấp gap này mình gia tăng sau, còn nó vẫn giao dịch dưới gap á, thì nó vẫn sẽ có rủi ro quét xuống một nhịp đấy, nên vùng này mọi người cũng muốn lấy vị thế cũng được, nhưng mà chỉ gia tăng khi nào nó lấp lại cái gap này thôi ha. Nói chung thép thì cái câu chuyện phục hồi của nó vẫn là một cái yếu tố đáng để quan tâm, đặc biệt là khi bất động sản cũng đang nóng trở lại. Cái câu chuyện giá hàng hóa thì em nghĩ là giai đoạn sắp tới nó cũng sẽ khá là nóng, khi mà những cái gọi là rủi ro về chính trị trên thế giới nó vẫn đang khá là căng thẳng. Đấy, thì đối với nhóm thép, thực ra nhóm thép từ đầu nay em vẫn kỳ vọng khá là nhiều, và hiện tại thì nó vẫn đang giữ form khá là tốt, nó cũng chưa gì quá tệ cả. Đấy, Hà Phát thì nó liên quan đến sản xuất. Hà Phát thì nói chung là vẫn giữ được cái cây nến này là tốt. Cái cây nến này gọi là cái cây nến mấu chốt cho Hà Phát luôn. Nếu như chỉ cần nó phủ nhận cái ngưỡng 29 thì xem như là tất cả cái nỗ lực cung, cái nỗ lực cầu giai đoạn vừa rồi thất bại. Cái đó nó sẽ quay về nền thì nó yếu. Nhưng mà hiện tại mặc dù là thị trường đoạn vừa rồi chỉnh, nhưng mà so sánh cái biên chỉnh của Hà Phát so với thị trường thì Hà Phát không chỉnh bao nhiêu cả. Nó vẫn nỗ lực neo giá rất là tốt, chứng tỏ là có cái lượng cầu đỡ quanh đây. Thì đối với em thì Hà Phát nếu như mà vùng giá này thì đủ ra cũng sẽ không có quá nhiều. Đấy, thì đối với dòng thép là một cái dòng mà em có kỳ vọng ở giai đoạn này. Đặc biệt là sau khi cái trạng thái của Nam Kim, cái nhịp tạo đáy vừa rồi nó đang có tín hiệu là cân bằng. Thực ra cân bằng trước thị trường á, hôm nay thị trường mới có phiên gọi là confirm, còn Nam Kim thì phiên ngày hôm qua nó đã xác nhận dòng tiền rồi. Đấy. Nhóm chứng khoán á, thì hôm nay có bật, nhưng mà thực tế nha anh chị, trừ một số cổ phiếu ví dụ như CTS á, nghĩa là CTS một phần hôm nay nó cũng hưng phấn theo công thương nữa. Bởi vì con này thì công ty chứng khoán của công thương mà. Đấy, thì CDS là cái con mà hiếm hoi đạn vừa rồi không gãy nền. Đạn vừa rồi thì hầu như là gãy nền, dòng chứng khoán gãy nền nhiều, nhưng mà CTS nó vẫn giữ được nền. Em có nói mọi người trong những cái video đó, thì đó là một tín hiệu cho thấy là lực cầu đỡ của CTS rất là tốt. Và cái chốt chặn của nó chính là cái gap tăng mở ra vào phiên ngày 6 tháng 3 quanh 35 năm này. Thì có thể nha, CTS nó vượt được nhịp này. Nhưng nó có thể chạy riêng lẻ. Nó giống như con FTS ở giai đoạn này vậy. Giai đoạn này thì FTS cũng gọi là chạy riêng lẻ thôi, chứ dòng chứng khoán đó chưa chạy. Lúc đó thì nó chạy theo FPT. Nó theo cái hệ sinh thái của nó anh chị. Cái đoạn này nó chạy theo FPT này, nó theo hệ sinh thái của nó, chứ lúc đó dòng chứng khoán chưa có sóng quá mạnh. Thì CDS đoạn này vẫn có thể sẽ vượt được đỉnh và tăng về những cái ngưỡng kháng cự tiếp theo. Con này vượt đỉnh thời đại rồi, nên thực ra cái vùng cung ở trên nó không còn nữa, thì mình cũng sẽ không có dự đoán cái target của nó làm gì. Mình có thể nâng chặn lại lên để nắm tiếp. Ví dụ như hiện tại thì mình sẽ nâng chặn lại lên cái mốc giá, cái gap down này luôn, là quanh cái vùng giá tầm 37.5, và mình follow quá trình nó vượt đỉnh. Thực ra thì phiên ngày hôm nay mua thì nó sẽ hơi trễ một tí, thì xem thử là nó có vượt luôn hay không. Trong trường hợp mà nó vượt thì đoạn phía sau nó có retest thì mình sẽ cân nhắc. Còn phiên ngày hôm nay thì mua nó sẽ gọi là hơi lưng chừng. Đấy, thì em thấy là có mỗi con này là có tín hiệu là muốn vượt ra khỏi cái vùng sideways, và nó lại liên quan đến cái hệ sinh thái với công thương. Còn SAS cũng là một cái cổ phiếu tăng tốt trong phiên ngày hôm nay của dòng chứng, nhưng mà cái form của SAS nó khác với những cái cổ phiếu chứng khoán khác ở chỗ là nó mới cái tăng nhịp một, sau đó nó bị chỉnh xuống. Thì em đã nói với mọi người rất là nhiều trong những cái video trước đó, lúc mà SAS ở trên này nè, em nói nếu như SAS nó có những nhịp điều chỉnh về quanh giá 19.5 thì nó là điểm mua T cộng. Và cái phiên ngày hôm qua em có canh cho khách hàng của em mua con SAS này ở quanh ngưỡng giá tầm 19.5, thì trước mắt kỳ vọng nó sẽ quay về test đỉnh, tại vì nó đang trong nhịp số 1 nó chỉnh xuống á, thì cái lượng cầu đứng bên ngoài khá là nhiều hấp thụ giúp cho cổ phiếu bật lại đỉnh, chứ nó sẽ gọi là trừ những cái cổ phiếu hàng trôi nổi, hàng bơm thổi ra thì nó mới gãy theo kiểu cây thông này thôi, chứ còn những cái cổ phiếu mà có cơ bản á, thì nó sẽ không có gãy ngang, nên ít nhất nó sẽ còn một nhịp bật test đỉnh. Thì ai mua rồi thì có thể nắm và chờ nó test về làm 21x. Còn cái dạng mà đã bật thế này rồi thì em sẽ không khuyến nghị mua đuổi nữa, tại vì nếu như trong trường hợp á mà lực cung quanh 21x nó quá mạnh thì mình mua không kịp T, mình sẽ dính ngay cái nhịp chỉnh khi nó chạm 21x nó chỉnh. Nếu như mà không mua kịp cái mức giá chỉnh thì mình xem tự là khi mà con SAS nó về là quanh 21, nếu như lực cung nó yếu thì mình mua sau. Còn đa phần những cái cổ phiếu chứng khoán khác thì nó vẫn trong nền, và thậm chí thị trường đã lấp lại gap nha anh chị, hình dung cho em, thị trường đã lấp lại cái gap down phiên thứ 6. Dòng chứng khoán là một dòng có tính nhạy với thị trường cao, nhưng mà nhiều cổ phiếu nó vẫn chưa lấp lại được gap. Ví dụ SSI nó vẫn đóng cửa dưới 37.7. Ví dụ VCI thì đỡ hơn một tí khi mà đóng cửa mấp mé quanh cái gap này. Rồi VND cũng còn cắt cái gap này nè, thậm chí FTS luôn nha, chưa lấp lại được cái gap phiên thứ 6 tuần trước nè. Rồi BSI chưa lấp lại được gap này. Rồi VIX. Đấy, mình lấy cái số lớn, tại vì mình muốn nhìn vào vận động
của một cái nhóm ngành xem thử nó có tạo sóng được hay không, thì cái độ đồng thuận của ngành rất là cao. Thì hôm nay em thấy là có SAS và CTS là hai cái cổ phiếu mà nổi bật so với phần còn lại, nhưng một con thì liên quan đến hệ sinh thái, một con thì nó cái form nó khác. Còn những cái form mà có nền á thì nhìn chung vẫn đang trong nền và nó sẽ cần hấp thụ là cái lực bán ở cái vùng biên trên. Nên nếu như mình muốn mua thì mua những cái con nào mà gọi là còn gần biên dưới. Ví dụ giả sử như VIX á, thì thực ra á, cái biên mình kỳ vọng giai đoạn này là tầm 18 đến tầm 21, thì nó còn loanh quanh ở ngưỡng quanh 18-19 á, thì thực ra vẫn có thể mua được. Và mình chờ gia tăng khi nó xác nhận là cái gap này. Còn những cái dạng ví dụ như giả sử như con VCI á, thì sau phiên ngày hôm nay thì em lại sẽ không ưu tiên mua nữa. Mình có thể chấp nhận mua cao hơn một tí trong trường hợp mà VCI về lại cái gap trên này, xin lỗi, về lại cái biên trên và có cái trạng thái hấp thụ tốt. Có thể nó sẽ chững lại một nhịp, mà trong trường hợp volume thấp thì mình mua. Đấy, còn sau phiên ngày hôm nay thì những cái con nào mà đã gần biên trên quá thì mình hoàn toàn có thể chờ nó về biên trên, theo dõi cái lực hấp thụ của nó như thế nào. Đặc biệt là những cái cổ phiếu mà hôm nay vẫn không lấp lại được cái gap thì nó hơi yếu hơn một tí so với thị trường, thì mình sẽ theo dõi thêm 1-2 phiên tới thì nó có lấp lại được gap hay không. Trong trường hợp nó vẫn không lấp lại được gap mặc dù thị trường mình tăng điểm thì nó hàm ý là nó chưa muốn mua lại quanh đây, thì có thể nó sẽ cần một cái nhịp reset nữa. Nên đối với dòng chứng khoán thì nắm mọi người vẫn nắm được, tại vì căn bản đoạn vừa rồi nó cũng chưa có cổ phiếu nào vi phạm stop loss, nhưng mà để mua thì anh chị chú ý cho em vấn đề đó. Rồi còn nhóm bất động sản thì hôm trước nói rồi, hai cái form chính là một form đã break và đang trong nhịp tăng số 1 chỉnh xuống. Còn form thứ hai là form trong nền, thì form trong nền vẫn ưu tiên mua biên dưới bán biên trên. Còn những cái dạng như là tăng khỏe đạn vừa rồi thì em đã đưa cái vùng mua cho anh chị hết rồi. Có DG thì nó không có vùng mua. DG thì em kỳ vọng cá nhân của em là ở quanh tầm giá 31 á, nhưng mà đạn vừa rồi nó chỉnh không về tới 31 mà nó đã bật rồi, thì nhìn chung không có điểm mua ở khúc sau. Ai mua ở dưới này này cứ giữ đi, ở trên này thì cũng không cần thiết phải đảo ra. Mua được giá tầm dưới đây thì mình đảo ra biên độ nó cũng không có lớn đâu, có thể chờ gom thêm nếu như nó chỉnh. Còn hiện tại thì DG phiên hôm nay là một phiên test đỉnh nha. Hôm nay nó là một cái phiên test lại đỉnh nè. Nhưng mà chị thấy là phiên sáng rất là hừng hực, nhưng mà phiên chiều bắt đầu nó hơi xìu xìu dần, và cho thấy là cái lực cầu nó cũng chưa gọi là quá mạnh mẽ quanh đây. Và chú ý cho em cái gap sáng hôm nay của DG mở ra cũng ở cái vùng nhạy cảm, vùng quanh đỉnh. Rất may là đóng cửa được trên 1/2 thân nến, chứ giả sử hôm nay mà DG đóng cửa qua 33 thì em nghĩ nó sẽ lấp lại cái gap này thôi. Thì tạm thời nó đang ở cái vùng này nhạy cảm thì mua cũng không mua, nó sẽ khó. Nếu nó vượt lên được luôn thì mua, còn trong trường hợp có hàng thì nắm thôi. Em nghĩ là nếu nó có mức chiết khấu đủ hấp dẫn thì mua, còn không có thì thôi. Nó cũng đang trong cái vùng nhạy cảm và test đỉnh. Ai có hạn thì có thể nâng cho em cái stop loss ngắn sau phiên ngày hôm nay, thì nâng lên cho em cái gap quanh tầm giá 32.5 luôn. Nếu mất qua 2.5 thì sẽ cần một nhịp quét về lại tầm giá 30-31 đấy. DSG thì hôm nay đã chạm điểm mua rồi ha, 19-19.4 bật. Thì kỳ vọng của em cho DSG là sẽ test về lại quanh cái ngưỡng giá tầm 21 trước nè. Rồi HDC hôm trước cũng nói mọi người canh quanh 32 ha, 32-325, thì kỳ vọng là nó sẽ test về lại quanh 34 một nhịp nữa. Rồi còn những cái dạng trong nền, ví dụ Nam Long thực ra nó vẫn trong nền thôi. Nó vẫn trong nền nè, biên độ của nó là quanh tầm giá 41 đến tầm 45. Thì hôm trước mình đã ra một phần quanh 45 á, thì khi nó về lại quanh tầm 41x42 thì mình có thể canh mua được. CO thì đang ở biên dưới, thực ra vẫn canh mua được nha. CO nè, quanh tầm giá 21x2, quanh tầm giá 22 nè, biên nó là quanh tầm 22-24. Thì đạn 24 này mình không mua nó rồi. Còn khi nó về quanh 22 này á, thì độ rủi ro nó sẽ không có cao. Rồi con cổ phiếu Novaland cũng là một dạng ở trong nền nè, thì nó đang ở biên trên. Có điều là dao động biên trên hơi lỏng nên có hàng có thể nâng cho em cái stop loss lên 13.3, chứ còn mua thì tạm thời không mua. Tại vì hai cái cây break của nó đều có dấu hiệu muốn phủ nhận thì nó sẽ hơi rủi ro cho cái việc mà anh chị muốn mua mới ở giai đoạn này đấy. Rồi, đó là một số cổ phiếu dòng bất động sản. Cái con HDG này thì thực ra vẫn nắm hàng được. HDG thì mọi người đã cho em cái stop loss hôm trước mình mua con này thì quanh tầm giá 29. Hiện tại cái mức loss của mình đang nhẹ ở khoảng tầm 2-3% gì đó, thì mọi người đặt cho em cái stop loss là cái mốc giá 27.8, tức là cái mốc giá mà hôm ngày 18 tháng 3 đã rút chân kèm volume lớn. Nếu như nó phủ nhận lại ngưỡng này thì sẽ hơi yếu, nhưng mà trong cái hàng thì em kỳ vọng là con HDG nên nhanh chóng vượt về lại trên vùng giá 29.2 nha, vừa càng sớm càng tốt. Còn nếu như nó neo giá lâu quanh đây thì nó cũng sẽ cần một cái nhịp quét xuống đấy, nên tạm thời không mua nữa và theo dõi cho em. BC1 thì thực ra vẫn quanh nền thôi, nó đang xiết lại. Khi nào BC1 vượt về lại trên 29.5 thì nó mới khỏe. Còn vùng này thì vẫn lấy vị thế được, nhưng mà chưa có gia tăng tỷ trọng lớn. Cũng không loại trừ tình huống là nó sẽ có một nhịp quét nền rồi nó mới lên được, nên mình sẽ không có gia tăng tỷ trọng lớn ở giai đoạn này. Vì cái dạng này nó cũng hay đánh theo kiểu quét rũ rồi mới lên, giống khúc này nè, nó quét rũ xuống một nhịp rồi nó mới lên. Nếu mình đi tỷ trọng lớn quá thì khi nó quét xuống anh chị sẽ bị tâm lý rất là nhiều. Rồi, đó là dòng bất động sản. Còn đối với cái dòng cổ phiếu bán lẻ thì đoạn vừa rồi mình có Binray đang tăng rất là tốt. Thì Binray sau khi phá vỡ thì hiện tại đã tăng tiếp, một phần nó theo cái trợ lực câu chuyện của giá vàng.
Thì đối với Binray thì mọi người có thể nâng cho em cái chặng sau cái phiên ngày hôm nay, nâng cho em cái chặng lên tầm 100. Thì nếu như mất 100 thì nó sẽ quay về lại tầm giá 95 đấy. Dòng khu công nghiệp thực ra KBC đang chiết khấu về một cái ngưỡng em nghĩ là hấp dẫn. Tại vì đoạn vừa rồi á, KBC cái khúc mà nó chạm 36 thì nó chưa có trạng thái FOMO. Thì nó chưa FOMO thái quá, thì nó chưa phân phối được hàng ra. Nên em nghĩ là giai đoạn phía sau KBC nó cũng sẽ còn cái nỗ lực quay về tầm 36 nữa. Nên cái ngưỡng tầm quanh đây mình có thể lấy được lại một phần của con KBC rồi. Đặc biệt là trước đó ai chốt quanh 36 này thì mình có thể lấy lại quanh đây được rồi. Nói chung là cái độ đàn hồi này nó chưa quá mạnh thì mình sẽ lấy vị thế thôi. Khi nào nó confirm nó vượt về lại trên tầm 34 á, thì mình sẽ gia tăng sau ha. Rồi nhóm cổ phiếu thủy sản thì hôm nay ANV có cái nỗ lực tốt hơn so với những phiên trước đó, một phần nhờ yếu tố thông tin, nhưng mà dạng này thì em nghĩ là sẽ chưa cần vội, tại vì ít nhất nó phải xuất hiện cái form tạo đáy đã, ít nhất là có nỗ lực hồi phục đầu tiên rồi restart đã rồi mới cân nhắc. Ai có hàng thì tạm thời nắm, tại vì cái ngưỡng này bán thì rất là dễ bán đáy, nhưng mà muốn mua thì em có thể, mọi người có thể theo dõi thêm cho em quá trình nó restart. Những cái con nào về hỗ trợ mạnh á thì mình phải thấy được cái độ đàn hồi, còn nếu như nó chưa có độ đàn hồi tốt, nó chưa có độ bật tốt á, thì anh chị sẽ không cần thiết gọi là phải quá vội mua ở giai đoạn này đối với các cái cổ phiếu đâu nha. Rồi dạng dòng dầu thì hôm trước em nói là em chỉ ưu tiên hai con là BVS và BVC, tại vì nó ở trong cái nhịp chỉnh số 1 nó chỉnh xuống. Ví dụ như BVS nè, lúc mà giá 44 em nói mọi người nếu như BVS chỉnh về lại quanh 41 thì mọi người có thể canh mua. Đó cũng là cái vùng mà em có báo khách hàng của em mua đấy. Đây nè, BVS nè, chỉnh về lại quanh 41x đánh ngắn được thì kỳ vọng của em trước mắt là sẽ về lại tầm giá quanh 44 ha. Thực ra con này nó cũng mới bứt thoát khỏi nền thôi, nên cái dư địa tăng giá của nó nhiều. Và có điều là cái khúc mà trên 44 này mua thì nó hơi ghê. Vì cái form này thì thường nó cũng sẽ không có kéo thấp ngay, nó sẽ cần restart lại nền một nhịp. Thì nếu như restart lại nền một nhịp mà volume thấp á, thì nó mới ổn. Nên trước mắt thì theo dõi nó về tầm 44 nha. Kỳ vọng nó vượt được, nó giống kiểu BVD này khúc trước. Con BVD chạy trước những con này. Thấy không? Là sau khi nó tăng rất là mạnh lên. Khúc này thì đâu ai nghĩ nó chỉnh đâu. Nhưng mà nó có một cái nhịp chỉnh rất là thốc về lại cái tầm giá quanh 30 là quanh nền cũng khoảng 6%. Rồi sau nó bật lại nó vượt đỉnh luôn. Đó. Thì dạng như BVS 41X em đã nhắc nhiều rồi. BVC thì bật rồi nha. BVC thì sau cái phiên ngày hôm qua thì mình sẽ không ưu tiên mua nữa. Khi mà nó chạm về lại quanh tầm giá 17, 16, 8, 17 thực ra mọi người có thể cân nhắc chốt một phần. Tại vì nó là cái nhịp test lại đỉnh số 2. Thì khi mà test lại đỉnh số 2 thì mình thận trọng mình cứ chốt ra một phần trước. Rồi phần còn lại theo dõi có vượt hay không. Đấy, chứ còn khúc này mà mua thì em nghĩ là nó sẽ hơi lưng chừng nha, tại vì nó bật rồi. Còn BVD em ta nói mọi người là nếu như nó về tầm 31 á, thì còn cân nhắc. Còn cao hơn thì chưa, vì sao? Tại vì trước đó nó có cái nhịp break thất bại này. Cái cây này là cái cây break thất bại của BVD. Thì sau khi nó vượt thất bại thì nó sẽ cần thời gian hấp thụ lại cái lượng mà đu bám giá cao trên này. Nên khi đó nó có một nhịp chỉnh về lại quanh 31 đấy. Thì đối với trường hợp như BVD thì kỳ vọng ngắn của mình á, là sẽ hồi phục về lại. Nghĩa là về tầm 33 thì nó sẽ tiếp tục bị bán xuống một nhịp nữa. Thì nếu như nó restart đáy 2 ổn thì mọi người canh sau. Còn không mua được 31 thì khi nó bật lại rồi thì mọi người hạn chế mua đủ giúp em. BSR thì vẫn trong nền thôi. Vùng này thì gom để đó thôi. Chứ còn mọi người muốn nhanh thì chưa nhanh được đâu. Con này muốn nhanh thì không đánh luôn. BSR thì em nghĩ vùng này có thể gom dần được rồi. Nhưng mà gọi là thích bốc đầu, thích bay nhảy thì nó sẽ không có phù hợp cho anh chị lắm. Dòng... Rồi, đó là một số cái dòng chính ha. Còn chỉ còn cái câu hỏi nào khác về cổ phiếu, những cái ngành khác đang quan tâm á, thì cứ comment phía dưới cho em sẽ hỗ trợ cho mọi người. Hoặc là muốn gọi là đánh giá kỳ vọng về tuần mới chi tiết hơn thì có thể tham gia vào nhóm tư vấn để đặt những cái câu hỏi và em sẽ hỗ trợ chi tiết hơn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video của em. Thì mong rằng những cái phân tích có thể hỗ trợ được mọi người trong quá trình đầu tư tốt hơn. Và chúc mọi người có 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, một tuần mới giao dịch thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.